Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe TV. Hiện nay, 95% nam giới tuổi trung niên bị mắc bệnh gút. Ngoài ra, những người béo phì, nghiện rượu, cà phê, phụ nữ sau thời kỳ mãn tính cũng nằm trong diện nguy cơ cao mắc bệnh. Chế độ ăn có vai trò rất quan trọng trong điều trị cơn gút cấp tính, mãn tính và có tác dụng làm giảm các cơn cấp của gút mãn tính. Trước hết, chúng ta phải nắm rõ được các nguyên nhân và triệu chứng của bệnh gút ở người. Khi nắm được những kiến thức cơ bản, việc áp dụng chế độ ăn uống hợp lý dựa vào lời khuyên của các chuyên gia và nhà khoa học sẽ dễ dàng thực hiện hơn rất nhiều. Nguyên nhân mắc bệnh gút. Yếu tố nổi bật dẫn đến bệnh gút là sự dư thừa axit uric trong máu do quá trình tăng sinh tổng hợp axit uric trong cơ thể quá nhiều, cùng với quá trình bài tiết axit uric qua thận lại quá yếu. Axit uric được tổng hợp từ các purin có nhiều trong các loại thực phẩm như hải sản, rượu bia, cà phê, thịt, cá. Đặc biệt, rượu là thức uống làm giảm quá trình bài tiết axit uric trong cơ thể. Bệnh gút có dạng nguyên chất và thứ phát. Gút dạng nguyên phát chiếm đại đa số trong các trường hợp. Nguyên nhân chưa rõ, bệnh tùy theo tính cơ địa, gia đình, quá trình tổng hợp purin nội sinh tăng nhiều gây ra tăng axit uric. Để phát hiện sớm bệnh gút, chúng ta cần xét nghiệm axit uric máu định kỳ. Những người tăng axit uric có chế độ ăn và điều trị thích hợp nhằm hạn chế tiến triển của bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Triệu chứng của người mắc bệnh gút: viêm khớp và cảnh khớp, lắng động sạn urat ở khớp, xương, mô phần mềm, sụn khớp gọi là tô vi, lắng động vi tinh thể ở thận gây bệnh thận do gút, bệnh sỏi ugat ở thận, tiết niệu. Điều trị bệnh gút. Nguyên tắc cơ bản điều trị nhằm hạn chế nguyên nhân tăng axit uric và cơ chế. Điều trị bằng thuốc. Theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, thuốc ức chế men xanthin oxidase như onpofurinol thuốc chỉ nên dùng các đợt cấp để đề phòng tái phát. Thuốc đào thải axit uric qua thận. Robenecid, sulfipirazole, giảm đau trong các đợt cấp bằng colchicine. Điều trị bằng chế độ ăn thích hợp, vừa giảm tổng lượng axit uric, vừa tăng đào thải axit uric qua thận. Chế độ ăn có vai trò rất quan trọng trong việc điều trị các cơn gút cấp tính, mãn tính và có tác dụng làm giảm các cơn cấp của gút mãn tính. Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn trong bệnh gút. Bệnh nhân gút cần có chế độ ăn hợp lý. Sử dụng thức ăn ít chứa nhân, purin như ngũ các loại hạt, bơ, mỡ, đường, trứng, sữa, phô mát. Hạn chế thức ăn chứa nhiều axit uric như thịt, cá, hải sản, da cầm, ốc, gan, bầu dục, đậu đỗ. Tuyệt đối không uống rượu bia, cà phê, chè vì nó làm giảm khả năng bài xuất axit uric qua thận. Duy trì cân nặng ở mức độ hợp lý. Nếu người thừa cân và béo phì, không nên giảm cân quá nhanh mà nên giảm cân từ từ. Tăng cường đào thải axit uric qua thận bằng cách uống nhiều nước, không ăn thức ăn có vị chua. Các thực phẩm không nên ăn, thực phẩm có nhiều purin. Không uống rượu, bia, cà phê, chè, không ăn thực phẩm có vị chua vì làm tăng axit máu. Không ăn phủ tạng động vật, nước luộc thịt, nước sườn, cá hộp, thịt hộp. Không ăn chế phẩm có cacao, sô-cô-la. Các thực phẩm ăn với số lượng vừa phải. Thịt các loại, cá các loại, hải sản, da cầm, đậu đỗ. Các thực phẩm nên ăn: uống đủ nước 2-2,5 lít mỗi ngày. Nên uống nước khoáng, nước rau, sữa, rau xanh, quả chín, ngũ cốc có thể sử dụng với tỷ lệ nhiều hơn bình thường một chút. Giảm lượng đạm trong khẩu phần, tổng lượng thịt cá khoảng 150g trên ngày. Nên ăn đa dạng các loại thực phẩm để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Cách tính các thực phẩm tương đương như sau: lượng đạm trong 100g thịt bằng 180g đậu phụ bằng 70g lạc hạt bằng 100g cá bằng 100g tôm. Thực đơn mẫu cho người bị bệnh gút cấp tính. Tổng năng lượng đưa vào 1.600 kcal trên ngày cho người bệnh nặng 50kg. Đạm 10% tổng năng lượng bằng 40g bằng 160kcal. Đường bột 75% tổng năng lượng bằng 300g bằng 1.200 kcal. Chất béo 15% tổng năng lượng
bằng 27g, bằng 240 kcal. Thông tin trên có bổ ích không các bạn? Đừng quên like và đăng ký kênh nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.